Anh yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Dạ, dạ. Wow, dễ thương quá vậy. Em mặc bộ này á giống như nàng công chúa vậy đó. Đẹp lắm chị Duyệt á. Nhưng mà tại sao phải mặc chiếc váy này vậy chị? Đáng lẽ người mặc phải là chị với anh Dương mới đúng chứ. Thì chị cũng đang mặc đẹp nè, em không thấy sao? Có điều là mình đang mang bầu mà mình diện quá thì em bé sẽ mất duyên. Cho nên là chị muốn khách mời của chị phải thật là lộng lẫy. Thôi mình đi thanh toán để anh Dương chờ ha. Đi. Dạ. Quán đẹp em ha. À, anh à, em muốn đi vệ sinh đó. Để em dìu chị đi cho. Ý đâu có được. Bữa nay là ngày quan trọng của hai vợ chồng anh mà, anh phải giữ bà bầu trên từng cây số mới được chứ. Đúng rồi đó. Em ra ngoài kia ngồi trước đi. Dạ. Wow, anh chị chơi lớn thiệt đó. Hoành tráng ghê. Mà sao không có ai hết vậy ta? Ủa, nối liền giữa đất với trời là những sợi mưa long lanh long lanh. Nối liền giữa em với anh là muôn ngàn sợi nhớ. Em co ro trong mưa gió, anh đến bên đời nghiêng nắng cho em. Xin em tha lỗi cho anh. Bỏ qua hết những chuyện không vui và cùng anh đi hết quãng đời còn lại làm vợ anh nha. Chị đồng ý đi. Đồng ý làm chị dâu của em đi. Đồng ý đi em. Mình anh à, bác mong là con sẽ tha lỗi cho bác và chấp nhận lời cầu hôn của Hải Đăng để trở thành con dâu nhà bác. Hạnh Phúc đang gõ cửa, em nên đón chào nha. Chị đồng ý đi. Anh hem quỳ từ nãy giờ, tội nghiệp quá à. Ra ngoài đi. Em xin lỗi anh hai, tại vì lúc đó em thấy má mệt quá cho nên em mới gọi cho anh. Em sợ có chuyện gì xảy ra. Nếu có bất cứ chuyện gì phải gọi cho anh hai chứ. Em giấu anh như vậy mới làm cho anh lo đó. Đi về nhà với bé Út đi, để nó ở nhà một mình anh hai không yên tâm. Anh ở đây với má cho. Dạ thôi, anh hai về nghỉ ngơi đi. Để em ở đây coi má được rồi. Đừng có cãi anh nữa được không?
Dạ. Mà anh hai, bác sĩ nói bệnh tim của má không can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật được hả anh hai? Em đừng có lo quá. Bác sĩ nói là bây giờ má cứ sống vui vẻ, thoải mái, lạc quan, má có thể sống chung với bệnh một cách bình thường. Bấy lâu nay em không để cho má làm công việc nặng nhọc gì hết, ngày nào em cũng kể chuyện vui cho má nghe. Trước mặt em với Út, má lúc nào cũng cười nói vui vẻ hết. Nhưng mà sau bên trong, em biết má có nhiều nỗi lo lắng muộn phiền lắm. Lần này má nhập viện như vậy chắc là tại vì má lo cho chuyện của anh. Dạ không có đâu anh hai, anh đừng có nghĩ vậy. Vậy lần này anh về, anh có thể cho má một tin vui. Anh nghĩ nếu mà má biết tin này, má sẽ bớt bệnh đó. Tin vui? Tin gì vậy anh hai? Đừng có nói với em là anh hai lên chức. Anh muốn má là người đầu tiên biết tin này. Dạ rồi, em sẽ không hỏi gì nữa đâu. À, anh hai, còn chuyện của anh với chị Mỹ Anh sao? Thành, anh rất là yêu chị Mỹ Anh. Anh biết là chị có nhiều thiếu sót. Mỹ Anh cũng đã hứa với anh là con sẽ hòa thuận với gia đình mình. Em cũng nên đừng có ác cảm với chị nữa nhé. Thiệt, em không hiểu làm sao anh hai lại đi yêu thương một người có tánh tình như chị Mỹ Anh vậy đó. Đúng là chị Mỹ Anh đẹp thiệt, nhưng mà nhìn kỹ anh cũng đâu có xấu đâu, thiếu gì cô gái đẹp thích anh. Nhưng mà nếu như anh hai quyết định chọn chị rồi thì em với má chắc chắn sẽ ủng hộ anh hai. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em, Minh Anh. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội để một lần nữa chúng ta được ở bên nhau. Anh Hải đâu? Hơn 2 năm qua, ngày nào anh cũng nhớ về em. Anh nhớ cảm giác được hôn em, được ôm em trong vòng tay. Mọi thứ hiện lên y như thật trong những giấc mơ của anh. Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng rất nhớ anh, nhưng mà em không dám nghĩ có ngày mình sẽ trở về bên nhau. Tới bây giờ em vẫn còn hoang mang lắm. Em không biết là đây là sự thật hay là mơ nữa. À, bố cha. Sao? Đau rồi đúng không? Đau là thiệt đó. Chúng ta đã thực sự trở về bên nhau rồi. Lần này, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Lát nữa về nhà, em sẽ nhìn chiếc nhẫn này để tin rằng đây không phải là mơ. Chiếc nhẫn này sẽ thay thế anh luôn ở bên cạnh em. Em không được tháo ra đó. Nhất định em sẽ không bao giờ tháo nó ra, kể cả khi em chết. Anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em, kể cả khi anh chết. Cuối tuần này em đưa anh về thăm má với cô Út nghe. Anh muốn chính thức ra mắt gia đình em. Nhưng mà em chưa có nói với má về chuyện của mình. Không sao đâu, hôm đó em thưa chuyện với má với cô Út sẵn để gia đình anh bước tới dèm hỏi em luôn.
Sao gấp vậy anh? Mình quen nhau rồi yêu nhau được 7 năm rồi. 7 năm mới tính chuyện cưới hỏi mà em kêu gấp hả? Em có biết ba má của anh muốn có con dâu cỡ nào không? Còn anh muốn vợ dữ lắm rồi đó. Anh kỳ quá. Nè, cô Út thắt cho con sợi dây này nè, để con chơi với bạn bè. Nhảy dây vừa vui mà còn vừa có sức khỏe nữa, nghe không con? Dạ con cảm ơn cô Út. Cô Út ơi, sao cô Út thương con quá vậy? Sao con biết là cô Út thương con? Thì cô Út cho con nhiều đồ chơi nè, mà mỗi lần con lên đây cô Út còn chải tóc cho con nữa, nấu cơm, làm món ngon cho con ăn, lúc mà con ngủ còn hôn lén con nữa. Cha, trời ơi, tôi hung lén mà cũng phát hiện ra được nữa hả? Ghê quá ta. Con biết chứ, ba con hung lén con hoài à. Bé bông của cô Út á, ngoan ngoãn dễ thương vậy nè, cô Út không thương sao được. Vậy cô Út là má con nghe, con muốn có má giống mấy đứa bạn. Ai chỉ con nói vậy? Không ai chỉ hết, tự con muốn nói. Cô Út là má con thôi, con muốn có má. Cô Út thương bé bông lắm. Nhưng mà cái chuyện làm má của con á, cô Út không có tự quyết định được. Vậy ai quyết định được hả cô Út? Chuyện đó cô Út cũng không biết. Kỳ thiệt chứ, con muốn cô Út làm má của con mà cô Út nó không quyết định được. Bà nội bảy còn nói với ba con là cưới cô Út, mà ba con nói không có quyết định được. Sao ba con với cô Út làm người lớn mà không ai quyết định được vậy hả? Kỳ thiệt chứ. Chuyện này con đừng có nói cho ai nghe, nghe không? Dạ. Chắc là anh nói gì đó nên bà nội bảy của con bé bông mới đề cập tới chuyện cưới mình. Chắc là anh cũng có tình ý với mình. Chắc là vậy rồi. Đúng là vậy rồi. Cô Út, để tôi. Để đây hả cô? Dạ. Còn nữa không cô? Dạ còn ở trong á. Khăn này của Út nè. Dạ. Có gì để tôi làm cho? Làm gì cho cực mồ hôi bộ kê không à? Dạ cảm ơn anh. Mốt có gì nặng nhọc nói tôi nghe. Dạ. Chị hai. Làm gì mà ngồi thẫn thờ? Chị kêu không nghe. Sát tới bên em luôn mà em còn không biết nữa. Dạ thì em mắt tập trung, nghĩ tới vài chuyện.
Là chuyện có liên quan tới chú Phúc đúng không? Không có đâu. Trời, làm gì có chị. Không có gì đó đâu. Thôi mà, là chị em với nhau, cô giấu tôi làm gì? Em đâu có giấu gì đâu. Ủa, mà chị tìm em có chuyện gì không vậy? Tôi có mua vài thang thuốc bổ. Dạ. Coi như là ngày mai á, cô chuyển phát nhanh lên cho con Mỹ Anh, gửi cho nó uống. Chứ lúc này tôi thấy nó xanh xao quá. Vậy hả chị? Ừ. Hay là nó có bệnh đau gì không? Nó nói không có sao hết, vẫn khỏe mạnh bình thường. Dạ. Nhưng mà chị nhìn á là biết hết à. Thôi kệ, cứ gửi lên cho nó bồi bổ. Dạ. Nhưng mà em đâu biết địa chỉ Mỹ Anh đâu mà gửi. Với lại trời ơi, chị biết tính nó rồi, nó làm biếng lắm. Chị có gửi lên đi chăng nữa, nó cũng để đó à. Chứ làm gì có chuyện nó sắc thú. Chị biết tánh nó, nên cô cứ gửi lên cho con Minh Anh. Rồi chị căn dặn con Minh Anh chịu khó sắc thuốc, đem qua cho con Mỹ Anh nó uống. Dạ, rồi em sẽ gửi đi mà. Trời, chị đừng có lo. Em nói thiệt chị nha, Mỹ Anh nó suốt ngày nó cứ nói là hai chị em mình thương Minh Anh hơn nó. Nhưng mà nó đâu có biết là hả, từ hồi nhỏ đó, con Minh Anh nó đã chịu thiệt thòi đau khổ là gì. Ốm, ốm. Em xin lỗi. Em không có ý gì đâu. Mà Mỹ Anh á, hình như dạo này nó cũng thay đổi rồi á chị. Nó ít xin tiền chị lại rồi đúng không? Chị cũng mong á là nó hiểu chuyện như con Minh Anh vậy. Chị yên tâm đi, em nói với chị là rồi nó sẽ trưởng thành mà, không có sao đâu. Alo, em nghe nè anh. Tình hình của má anh sao rồi anh? Bác sĩ vẫn còn đang theo dõi. Chắc tối nay anh phải ở lại đây với má, không về được. Em đừng có buồn nha. Em không có sao đâu. Anh ở đó lo cho má đi. Em ổn không? Thấy trong người khỏe không vậy? Dạ không, em bình thường. Anh đừng có lo cho em nha. Mi Anh à, anh có chuyện này. Anh Hai ơi, má dậy rồi kìa. Má muốn gặp anh Hai á. Anh nói chuyện với em sau nha, anh vô với má một chút. Bye bye anh. Anh tới rồi hả? Ủa? Bộ chị có hẹn với ai hay sao mà vui dữ vậy? Chị có hẹn. Em sao vậy? Thấy không khỏe hả? Không có. Tối hôm qua thức hơi khuya nên hôm nay mệt thôi. Em đó, lại thức khuya học kịch bản đúng không? Em phải giữ gìn sức khỏe nha. À, sáng má có gọi, má có gửi thuốc bổ lên cho em á. Mai chắc thuốc tới nhà chị. Tôi thức khuya tôi mệt tí thôi, chứ có bệnh hoạn gì đâu. Thuốc men chỉ cho phiền phức vậy. Má lo cho em lắm. Má có dặn chị rồi, ngày nào cũng phải sắc thuốc mang qua cho em. Tại má biết em làm biếng mà. Mà nè, hồi nãy ra đón tôi làm gì vui dữ vậy? Bộ có người yêu rồi hả? Lát em ở lại chơi nha. Chị giới thiệu em với người yêu của chị. Anh cũng muốn gặp em lắm á. Gặp tôi làm gì? Quen biết gì đâu mà gặp chi cho phiền vậy? Anh muốn gặp em gái xinh đẹp của chị vậy mà. Lát em ở lại chơi nha. Chị sẽ đi siêu thị. Em thích ăn gì chị nấu cho em ăn. Thôi được rồi. Tôi tưởng hôm nay chị rảnh á, nên qua đây rủ chị đi với tôi. Mà chị bận rồi thì thôi, tôi đi một mình vậy. Em định đi đâu? Thì tôi đi. Không, tôi không đi đâu hết á. Chị cũng không còn biết đâu. Tôi về ạ. Mà nè, thuốc men gì đó má gửi lên cho chị á, chị giữ chị uống luôn đi. Còn nếu mà chị không uống á, thì để nhà chị luôn nha. Đừng gửi qua nhà tôi à, tôi không muốn đâu. Em không nán lại chơi chút hả? Người yêu chị sắp tới rồi đó. Thôi,
Tôi gặp người yêu chị làm gì? Phiền lắm. Tôi đi á. Khỏi tiễn. Mình còn chưa kịp kể với nó mọi chuyện nữa. Cô muốn bỏ thai hả? Dạ. Thật sự là tôi chưa có chuẩn bị tâm lý để làm mẹ. Cô có biết việc bỏ thai sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cô như thế nào không? Thậm chí việc có con sau này của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Được rồi, nếu như cô đã quyết định thì mời cô sang phòng bên cạnh ngồi chờ. Tôi sẽ chuyển hồ sơ của cô sang phòng bên. Chị phụ tôi đưa chị vô phòng cấp cứu đi. Chị ơi, nhanh lên đi chị. Là tội nghiệp đó. Mình theo đoàn làm phim chỉ hơn 2 tháng thôi. Có khi đoàn phim đóng máy á, bụng của mình còn chưa lớn nữa. Đúng rồi. Chỉ cần mình cố gắng ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe là mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Đâu có cần thiết phải bỏ đứa con này chứ. Con ơi, xém tí xíu nữa là má làm chuyện dại dột rồi. Má xin lỗi con nhiều nha. Con đừng có giận má nha con. Con thương má thì ở yên trong bụng má, đừng có quậy. Con phải giúp má hoàn thành thật tốt vai diễn này. Con biết không? Mình phải ráng lên. Phải ráng ăn uống thì mới có sức khỏe được. Alo, em nghe nè anh. Má khỏe rồi, ngày mai má được xuất viện. Sáng mai anh làm thủ tục cho má xong, đưa má về nhà, anh sẽ chạy về với em liền. Nhớ là anh dặn nha, đừng có đi đâu hết đó. Sao mà ngày mai em không đi đâu được? Ngày mai em có hẹn ký hợp đồng mà. Anh quên rồi hả? Anh không có quên. Em cứ ở nhà đợi anh đi. Anh về anh đưa em đi, được không? Nhớ đó. Em biết rồi. Mình rất thích khi anh Diệp Lâm lúc nào cũng chiều chuộng mình như vậy. Má, từ từ thôi má. Má khỏe rồi mà, má không sao. Má, má về. Coi chừng nha má. Út quạt má mát nha. Quạt nhẹ cho mũi khỏi chích mát. Anh hai, anh ở chơi với má nha, để em xuống bếp nấu cơm. Thôi từ từ rồi hãy nấu con. Hồi nãy anh hai con có mua cho má tô hủ tiếu rồi, má ăn còn no lắm. Dạ.
Má ăn rồi, với lại bây giờ anh hai phải về Sài Gòn. Con đi liền sao? Dạ, con có công việc ở trên Sài Gòn cần giải quyết. Cuối tuần con về thăm má nha. À, mấy bữa nay con lo cho má bỏ bê công việc. Anh hai, anh có chuyện vui, anh kể cho má nghe chưa? Chuyện gì hả con? Má, con sắp được làm ba rồi. Má sắp được làm bà nội rồi. Thiệt hả con? Dạ. Má, con biết là má không thích Mỹ Anh, nhưng mà con rất yêu cổ. Bây giờ tụi con có con với nhau rồi, con hy vọng là má sẽ chấp nhận má con cổ như má. Cháu nội của má mà sao má không chấp nhận được? Má đâu có ghét Mỹ Anh đâu. Tuy cái tính tình của nó không hợp nhà mình, nhưng bây giờ hai đứa có con với nhau rồi. Má, con có nói với con là con rất là hối hận khi mà cư xử như vậy với gia đình mình. Con hứa với con là con sẽ sửa đổi. Nha má, Mỹ Anh không phải là người xấu đâu. Được vậy thì tốt á, con yên tâm. Má sẽ dạy lại hai em của con cho nó dung hòa, để gia đình mình yên ấm. Con cảm ơn má, con cảm ơn má. Chúc mừng anh hai. Chúc mừng anh hai. Cái em bé ơi, hai chính là em bé. Giờ này còn chưa về nữa, vậy mà biểu người ta đợi. Minh Anh, em có biết là hôm nay em đẹp lắm không? Em có thấy là hôm nay cả phòng mình phát sáng là sao không? Đó là nhờ ánh sáng phát ra từ em đó. Chị Ánh ơi, em không ngờ là chị sến súa văn chương dữ vậy luôn á. Em thiệt là bái phục chị đó. Chị nói thiệt mà. Thôi, em không có nói chuyện với chị nữa đâu. Em nổi hết da gà lên rồi nè. Em đi lấy hồ sơ đây. Mắc cỡ đúng không? Hai người này có chuyện gì vậy ta? Chuyện vui hả chị? Kể tụi em nghe với. Đúng rồi chị, kể cho tụi em nghe với. Cái gì cũng phải từ từ thì cháu nó mới nhừ được. Em lên sân thượng gặp anh nha. Có chuyện gì vậy anh? Thì anh nhớ em, muốn được nói chuyện với em, muốn được ở gần bên em. Đang ở công ty, đang giờ làm việc đó. Ủa, có gì đâu. Mình gặp nhau để có năng lượng làm việc tốt hơn. Không phải rất tốt sao? Trà sữa của em nè. Anh còn nhớ em thích trà sữa này hả? Anh đã nói rồi, anh không hề quên bất cứ điều gì liên quan tới em. Uống đi. Ngon không? Ừ. Quên nữa, ba má muốn mời em tối nay đến dùng cơm cùng gia đình. À, với lại á, em mời Mỹ Anh tới nha. Anh tệ quá, từ lúc quen em tới bây giờ vẫn chưa bao giờ gặp mặt em gái song sinh của em. Lần này á, em giúp anh mời Mỹ Anh tới bằng được nha. Em cũng không chắc nữa. Mỹ Anh nó là đứa có cá tính, xưa giờ nó làm gì theo ý nó không à, khó ai ép buộc được nó lắm. Nhưng mà để em thử. Uống đi. Lâu quá vậy? Mình về đi.
Tạm biệt nha. Chào mọi người nha. Chào. Xong chưa? Về. Về hen. Đi. Ủa, sao xong sớm vậy ta? Ủa, ai vậy nè? Mỹ Anh hả? Nhưng mà tiếc một cái là buổi casting kết thúc rồi. Còn có mấy vai ô xin không thoại á. Không biết là có muốn cast không để tôi nói với đạo diễn cho. Hôm nay tôi đến đây để ký hợp đồng chứ không phải để casting. Ok. Cô nói gì? Cô cũng có vai trong phim Vòng tròn tội ác hả? Đương nhiên. À đúng rồi ha. Có mấy vai không có thoại mà, nên là đâu có cần cast gì đâu. Mà thiệt ra là trong phim này tôi cũng có một vai nho nhỏ, là vai tiên thứ 9. Cô nói cái gì? Cô ký hợp đồng vai tiên hả? Hợp đồng nè. Cô làm gì vậy? Bỏ ra coi. Cái gì vậy trời? Không lẽ con nhỏ này cũng muốn cát vai tiên? Mơ đi cưng. Dạ, chị cứ yên tâm. Bên em chuẩn bị xong hết rồi. Diễn viên bối cảnh đều ok hết. Đầu tháng này là bấm máy được rồi. Anh Tuấn. Em có việc bận, em gọi chị sau nha. Anh nói chuyện với em một chút. Tại sao ngày hôm nay anh hẹn em ra đây để ký hợp đồng, rồi bây giờ lại giao vai diễn đó cho Hạ Lan? Như vậy là sao hả anh? Cái ông Diệt Lâm này, sao lại chưa nói cho cô biết chứ? Anh Tuấn, anh trả lời cho em nghe đi. Có nhầm lẫn gì đó đúng không anh? Mỹ Anh ơi, Mỹ Anh. Mỹ Anh. Mỹ Anh ơi. Mỹ Anh. Trước anh khẳng định với em là nhà đầu tư đã đồng ý giao vai diễn đó cho em. Anh còn dặn em ngày hôm nay lên ký hợp đồng thôi, không cần phải casting nữa. Rồi bây giờ anh lại giao vai diễn đó cho người khác. Anh nói mà anh quên rồi hả? Mỹ Anh à, đúng là tôi có nói những lời đó với cô. Nhưng với tình hình sức khỏe hiện tại của cô, không thể nào đảm nhận vai diễn này. Tôi rất tiếc, nhưng thực sự chúng tôi không thể nào ký hợp đồng với cô trong thời gian này được. Tôi xin lỗi. Sức khỏe của em thì có làm sao? Ai nói với anh là em không thể đảm nhiệm vai diễn này? Tôi nghĩ là cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Với lại vai tiên này á, cô thừa biết là một vai rất là khó. Với vai diễn này á, cô cần phải trèo đèo lội suối và diễn những phân cảnh rất là nguy hiểm luôn. Em làm được, em nhất định sẽ làm rất tốt. Anh tin em đi. Mỹ Anh, tôi hy vọng là cô đừng làm khó tôi nữa. Thật sự là bây giờ tôi đang rất là bận. Mời cô. Anh nói như vậy là anh vẫn nhất định loại bỏ tôi ra khỏi dự án này. Anh cương quyết cắt bỏ vai tiên của tôi có đúng không? Như cô cũng biết, vai tiên này tôi đã ký hợp đồng với lại Hạ Lan rồi. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi hứa ở dự án sau nhất định tôi sẽ trao cho cô một cái vai diễn thật là nhiều đất diễn. Anh hứa hả? Anh coi lại đi, lời hứa của anh bây giờ còn có giá trị nữa hay không? Tôi thiệt không ngờ một đạo diễn nổi tiếng có tên tuổi như anh mà lại cư xử còn thua một đứa con nít. Anh biểu tôi ngày hôm nay lên đây ký hợp đồng với anh, rồi bây giờ anh làm bẻ mặt tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao lại tráo trở như vậy? Cái con Hạ Lan đó, nó cho anh cái gì? Nó đã cho anh cái gì đúng không? Để anh giao vai diễn tiên cho nó đúng không? Mỹ Anh, tôi yêu cầu cô cẩn trọng với những phát ngôn của mình. Tôi nói có gì sai? Tại sao ban đầu anh hứa giao vai diễn cho tôi, bây giờ anh lại giao cho nó? Anh trả lời tôi ngay đi. Như vậy là tại sao hả anh Tuấn? Tại sao lại lật lọng, lại tráo trở như vậy? Được, cô muốn biết đúng không? Với một người phụ nữ đang ở những tháng đầu của thai kỳ thì không thể nào đủ sức khỏe để đảm nhận vai diễn này, và đặc biệt là không thể nào theo kịp với ekip. Với lý do như vậy đủ thuyết phục cô chưa? Lâm nói cho anh biết hả? Đúng. Thực sự thì Diệt Lâm đang rất lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con.
cho nên là mới chủ động đến tìm tôi. Mỹ Anh, cô đừng có buồn, rồi cơ hội sẽ đến với cô thôi. Anh im đi, anh đừng có nói nữa. Tôi không bao giờ tha thứ với các người. Tôi không bao giờ tha thứ với các người đâu. Ông Tuấn, Mỹ Anh có tới tìm ông không? Cô ấy mới vừa chạy ra ngoài. Chết tôi rồi. Khốn nạn! Tất cả các người là đồ khốn nạn! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hết rồi, không còn gì để hy vọng nữa. Cơ hội của tôi tất cả đã hết thật rồi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Trời ơi! Mi Anh, em bình tĩnh lại đi. Em bình tĩnh lại đi. Có anh đây rồi. Mi Anh, anh buông tôi ra. Anh đi đi. Tránh xa tôi ra. Tất cả là tại anh. Tại sao lại cướp đi cơ hội của tôi? Tôi ghét anh lắm. Anh đi đi. Là tại anh. Anh đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi ghét anh. Mi Anh, Mi Anh, Mi Anh, Mi Anh à, em sao vậy? Mi Anh, con nhỏ này sao lại không bắt máy? Thiệt tình, cứ để mình phải lo cho nó hoài à. Gọi lại cho chị, nếu không chiều chị sẽ tới chỗ em đó. Mi Anh, em thấy trong người sao rồi? Mi Anh, em đừng có buồn nữa. Con vừa ảnh hưởng đứa con trong bụng đó. Đứa con trong bụng? Bây giờ anh chỉ quan tâm tới nó thôi có đúng không? Anh không quan tâm tới cảm giác của tôi. Anh vì nó mà phá hoại sự nghiệp của tôi đúng không? Mỹ Anh, sao em nghĩ như vậy? Chuyện đâu phải như vậy đâu. Nếu như anh quan tâm tới cảm xúc của tôi dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ không hại tôi ra nông nỗi này. Tại sao anh đi nói với nhà sản xuất chuyện tôi mang thai? Tại sao vậy hả? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại nói người ta biết chuyện đó? Tại sao? Anh trả lời tôi nghe đi. Em bình tĩnh đi. Tại sao? Mỹ Anh, Mỹ Anh, bình tĩnh nghe anh nói đi. Bình tĩnh đi mà. Ra. Chuyện mang thai làm sao mà giấu được? Bây giờ không nói rõ mọi chuyện, lỡ đến lúc xảy ra chuyện thì phải làm sao? Em phải nghĩ tới sức khỏe của em chứ. Phải nghĩ tới an toàn của con, còn có tiến độ của đoàn phim nữa. Anh có biết là tôi đã đợi chờ cơ hội này biết bao nhiêu năm trời rồi không? Suốt thời gian qua tôi phải chịu đựng bao nhiêu sự rẻ rúng, khinh khi của tất cả mọi người. Tôi cố gắng đeo bám nghề này cũng chỉ mong được một ngày nào đó tôi có được một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy tôi không phải là một đứa bất tài vô dụng như người ta nghĩ. Tôi đã rất cảm ơn anh vì em mang lại cơ hội đó cho tôi. Nhưng cuối cùng thì sao? Cũng chính anh, chính anh là người đã cướp đi cơ hội của tôi. Chính tay của anh đã phá hủy biết bao nhiêu hy vọng, niềm tin của tôi. Anh kêu tôi bình tĩnh hả? Nếu anh là tôi thì anh có bình tĩnh được không? Anh có bình tĩnh được không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi là lỗi của anh. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi thì được cái gì? Anh xin lỗi thì có phản lại được dây diện đó cho tôi hay không? Anh tàn nhẫn với tôi lắm. Anh tàn nhẫn với tôi lắm, diệt lắm. Tôi ghét anh. Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi ghét anh, tôi hận anh. Tôi hận anh, tôi ghét anh. Anh đi đi. Tôi hận anh. Anh đi đi. Mỹ Anh à. Anh đi.
chị đi. Nghe nói đi mà, nghe nói đi được không? Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe gì nữa hết. Là đi đi. Tôi quên, đây là nhà của anh, tôi không có quyền đuổi anh đi. Vậy tôi sẽ là người đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa. Mỹ Anh à, Mỹ Anh, em bình tĩnh lại đi mà. Mỹ Anh à, nghe nói đi mà. Mỹ Anh, nghe nói đi mà. Anh buông tôi ra. Mỹ Anh, anh buông tôi ra. Em bình tĩnh lại đi được không Mỹ Anh? Em đừng có như vậy mà. Mỹ Anh, được rồi, anh đi, anh đi. Anh đi được chưa? Em ở lại đây nghỉ ngơi đi. Khi nào em bình tâm lại mình nói chuyện tiếp. Anh chỉ xin em một điều thôi, làm cái gì cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng em. Khi nào cần thì gọi cho anh. Anh đợi em. Xử với tôi như vậy, tại sao lại ban cho tôi hy vọng rồi lại thẳng tay cướp đoạt nó? Anh ác với tôi lắm việc lắm, thà anh giết chết tôi đi còn hơn. Anh tàn nhẫn với tôi lắm việc lắm. Bị mất gia diễn á, mà còn ôm mộng là trở thành minh tinh hạng A, với hình ảnh được quảng bá rầm rộ vậy hả? 30 chưa phải là Tết, Hạ Lan cô đừng có vội đắc ý như vậy. Vậy thì tôi nên đắc ý lúc nào đấy ta? Hay là đắc ý cái lúc mà cái vai mình khao khát á, nằm trong tay của mình rồi lại bị người khác cướp đi? Thôi tôi về nhà, tôi phải học lời thoại vai tiên của tôi nữa. Bye bye. À, chị ơi, chị có sao không chị? Chị bị gì vậy? Có sao chị? Ơi mấy chị ơi, chị chảy máu kìa. Trời ơi, chị chảy máu nhiều quá. Có sao vậy chị? Mình gọi cấp cứu đi. Cô đừng có quá đau lòng. Đứa bé không còn, nhưng cô còn trẻ, cô còn nhiều hy vọng. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi. Nếu tình hình ổn, chiều nay có thể sẽ xuất viện. Tới chỗ Mỹ Anh mà. Hai chị em của em á, sinh đôi, vậy mà mặt mũi không có giống nhau, tính tình lại khác xa nhau nữa. Trường hợp này lần đầu tiên anh mới gặp đó. Sinh đôi khác trứng mà anh. Mỹ Anh tính tình hoạt bát năng nổ, mạnh mẽ chứ không có rụt rè như em đâu. Hồi nhỏ nó còn đánh nhau với người ta để binh vực em đó. Vậy nữa hả? Ừ. Chà, vậy thì anh phải hậu tạ cô em vợ của anh mới được á. Ừ. Em vợ gì? Ngày mai á, anh cưới em luôn. Thiệt. Ai thèm cưới anh?
Ờ, đúng rồi. Trước đây Mỹ Anh có như vậy không? Đôi lúc khi mà nó bận hoặc là gặp chuyện không vui trong lòng, nó hay tắt máy, không liên lạc với ai hết. Vậy thì đỡ lo rồi. Anh cứ tưởng đây là lần đầu tiên em gái em vậy chứ. Không sao đâu. Chắc nó sợ em mang thuốc qua bắt nó uống nên nó trốn đó. Chắc là nó sẽ gọi lại sao. Thôi đi em. Mình đi, kẻo hai bác đợi. Ăn đi con. Bác đã dặn làm những món mà con thích đó. Thử xem có vừa miệng không. Dạ. Ngon lắm bác. Con cảm ơn bác. Mà sao bác biết vậy? Hải đang nói cho bác biết. Chị là người đầu tiên mà má em chuẩn bị đồ ăn theo sở thích đó. Con cảm ơn bác. Con cảm ơn cả nhà. Mọi người làm con cảm động quá. Bác có lỗi với con. Con lại là ân nhân cứu mạng bác. Bữa cơm như vậy có đáng gì đâu con. Bác. Thôi cả nhà ăn đi, không nó nguội hết. Dạ, con mời ba, con mời má, mời mọi người. Con mời cả nhà. Con mời ba. Cảm ơn con. Ủa, của má đâu? Con mời má. Cảm ơn con. Nè em, ăn thêm miếng cá nè. Cảm ơn anh. Dạ, con mời cả nhà ăn trái cây. Cảm ơn con. Alo, em nghe nè. Alo, Dân hả? Em rảnh không? Đi uống nước với anh được không? Em biết rồi, em ra liền. Ok. Ba má, con xin phép ra ngoài có việc. Hả? Chị Minh Anh tới chơi mà con đi đâu? Chị Minh Anh sắp tới sẽ lui tới nhà mình nhiều. Lại còn sắp là thành viên của nhà mình nữa. Em với chị thiếu gì thời gian với nhau hả chị Minh Anh? Con nhỏ này. Con đi nha. Bye bye cả nhà. Cả nhà ở nhà vui vẻ. Nó lớn người vậy thôi chứ tính tình con nít lắm. Minh Anh à, nếu không phải vì hai bác hiểu lầm con thì có lẽ bây giờ hai đứa đã là vợ là chồng rồi. Hai bác đã có cháu nội đã ấm bồng rồi đó. Hai bác không muốn làm mất thời gian của con nữa. Nếu không có gì bất tiện, hai bác muốn về thăm má con để bàn tính chuyện của hai đứa. Con thấy sao? Dạ, nhưng mà có gấp gáp quá không bác? Có phải là hai đứa mới quen nhau đâu. Con cũng nói Minh Anh y chang vậy đó. Tuổi của hai đứa năm nay mà cưới là tốt lắm luôn đó.
Nếu như con còn băn khoăn hoặc là lo lắng gì, cứ nói hai bác sẽ giải quyết nha. Dạ, con không có băn khoăn hay lo lắng gì hết đó bác. Nhưng mà con... Hai bác muốn sớm đưa con về nhà. Một phần là muốn có con dâu, một phần là muốn bù đắp cho con. Nếu con thật lòng không còn giận hai bác thì con bằng lòng cho hai bác vui nghe con. Dạ, vậy để con về con thưa chuyện với má con, rồi con mời hai bác qua nhà chơi. Sức khỏe của má anh không ổn hả? Không, má anh ổn rồi, má anh khỏe lắm. Vậy anh cãi nhau với người yêu hả? Ừ, cô đang giận anh. Anh làm cho cô mất hợp đồng phim. Bây giờ cô không muốn nhìn mặt anh nữa. Bây giờ anh cũng không biết phải làm sao. Anh thấy mình bất lực. Nhìn người mình yêu đau khổ mà anh không thể tới gần được. Em giúp anh được không Dân? Em giúp anh hả? Em đâu có biết hai người giận hờn nhau về chuyện gì đâu. Anh có thể nói cho em biết được không? Anh xin lỗi em nha. Lúc này anh chưa thể nói cho em biết được, bởi vì cô không muốn. Không phải em tò mò đâu. Nhưng mà nếu như mà anh không muốn nói á, thì em cũng không biết giúp anh bằng cách nào hết. Theo em thì anh phải làm gì để chứng minh được tình yêu mà anh dành cho cổ? Anh phải làm gì để cô biết được là cô quan trọng trong cuộc sống của anh như thế nào? Anh Diệt Lâm yêu người đó tới vậy sao? Chỉ là giận hờn thôi mà nhìn ảnh như là một người khác. Anh xin lỗi nha, đừng có giận anh nha. Sao phải xin lỗi em? Anh có lỗi gì đâu. Anh thấy anh tệ hại quá, kêu em ra đây rồi kể cho em nghe toàn chuyện buồn, rồi bắt em gỡ rối giùm anh nữa. Nhưng bây giờ thực sự trong lòng của anh khó chịu lắm. Anh không biết tâm sự chuyện này với ai ngoài em. Anh làm như vậy là đúng. Tụi mình đã hứa với nhau là anh em bạn bè thân thiết rồi. Anh có chuyện buồn em phải sẵn sàng lắng nghe chứ. Mặc dù em không có giúp anh giải quyết được chuyện gì hết, nhưng mà khi mà nỗi buồn được nói ra, mình sẽ cảm thấy đỡ hơn đúng không? Em thấy á, khi mà hai người yêu nhau sẽ có những lúc giận hờn. Nếu như mà anh thấy anh đã làm sai rồi á, thì bây giờ tìm cách xin lỗi và sửa sai. Còn nếu như mà lỗi này không thể sửa sai được, thì lại bù đắp cho người đó bằng tình cảm chân thành và hành động thiết thực. Em nghĩ là cô ấy sẽ cảm nhận được thôi. Hành động thiết thực hả? Vậy hành động thiết thực nhất trong lúc này là gì? Anh biết là anh phải làm gì rồi. Cảm ơn em nha Dân. Cảm ơn em nhiều lắm. Mỹ Anh, mấy bữa nay em đi đâu vậy? Chị gọi hoài mà em không bắt máy. Chị còn tới nhà em gõ cửa mà không thấy ai trả lời hết. Em sao vậy? Không, tôi không có chuyện gì hết. Có chuyện gì vậy em? Kể chị nghe đi. Tôi Ủa, cái này là sao? Mấy bữa nay chị muốn nói với em nhưng mà chưa có dịp.
Đây là nhẫn cầu hôn của chị. Chị sắp lấy chồng rồi. Nhẫn cầu hôn của chị hả? Ừ. Là ruby. Cái nhẫn này là ruby thiệt á hả? Ừ. Trời đất ơi, cái viên ruby vừa to vừa đẹp như vậy là cả một gia tài kết xù luôn đó. Coi chừng chị bị người ta lừa đó. Nhiều khi là đồ giả không chừng. Không sao, chị không quan tâm đâu. Chị cần ảnh yêu thương chị thật lòng là được rồi. Mà thôi, kể chuyện của em cho chị nghe đi. Chẳng lẽ mình nói bây giờ mình thật là thảm hại hay sao? Không, không có gì hết đó. Tôi đi về. À, em mới tới mà em về nhanh vậy. Còn thuốc má gửi cho em nữa. Tôi không có uống. Chị thích thì chị uống đi, không thì bỏ thùng rác cũng được. Nè, cuối tuần chị về quê thăm má, em đi không? Không, đừng có níu níu tôi nữa. Con nhỏ này sao nay khó hiểu vậy. Không ngờ cuộc đời mình lại có lúc rơi vào tình huống quái oam như vậy. Ai lại đi làm quân sư tình yêu cho người mình thầm thương trộm nhớ được chứ. Buồn cười thiệt. Anh có ghé nhà nhưng không gặp được em. Thấy di động của em bị hư, anh cũng đang mua cho em cái mới, cũng đã lắp sim cũ của em vô luôn rồi. Em có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Sáng mai anh đi công tác, đồ ăn thức uống anh để trong tủ lạnh. Nếu như em không thích thì có thể gọi bên ngoài ship tới. Anh cũng đã chuyển tiền vào tài khoản của em. Em cố gắng giữ sức khỏe nha. Anh biết là anh có lỗi, nhưng mà anh sẽ cố gắng bù đắp lỗi của mình. Yêu em. Trước cửa nhà mình nè. Chị, cô Út nói gì vậy? Đó, nhà mình có ai người quen mà đi xe hơi. Ê anh. Ý chị ơi, Minh Anh. Minh Anh nhà mình kìa. Ủa, Minh Anh. Minh Anh. Dạ, con chào má. Dạ. Con chào cô Út. Đây là anh Hải Đăng, bạn của con. Anh, đây là má em. Đây là cô Út của em. Dạ, con chào bác. Con chào cô Út. Chào con. Con có phải là bạn trai của mình anh không? Út nhìn là Út biết liền hả? Dạ. Cô thiệt à? Dạ. Vô nhà đi con. Dạ. Đi dạ. Đi con. Trời ơi, Út biết mà. Hai đứa phải có sự hiểu lầm gì đó nên mới chia tay lúc 2 năm trước, đúng không? Chứ mình anh nó hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn mà giỏi giang nữa, sao con nỡ lòng nào con bỏ nó được, đúng không con? Dạ, cô Út nói không sai. Dạ, thật ra thì tụi con có khoảng thời gian 2 năm không liên lạc. Nhưng mà lòng hai tụi con lúc nào cũng hướng về nhau hết cô à. Bác xúc động lắm, mừng lắm khi mà hai đứa tụi con quay lại với nhau. Dạ thưa bác. Con thật lòng thương yêu Minh Anh. Con muốn cưới Minh Anh làm vợ. Con xin phép bác và cô Út tác thành cho tụi con. Thiệt tình bác với cô Út cũng không có khó khăn gì đâu. Bác chỉ ngại là cha mẹ con, rồi còn người thân nữa. Gia đình của con. Dạ, con hiểu nỗi lo của bác. Nhưng mà bác cứ yên tâm, ba má của con rất quý Minh Anh. Ba má biểu con xuống đây xin phép bác và cô Út là để ba má xuống thăm nhà mình.
Vậy hả con? Dạ đúng đó má. Ba má anh Hải đang rất là muốn gặp má với lại cô Út. Trời, thiệt là vinh hạnh cho cô Út quá, mà cũng vinh hạnh cho cả nhà mình quá ha chị hai. Chị hai, chị chốt ngày luôn đi, để em á canh chừng em trưng diện nhà cửa mình lại, để khách xuống nhà cho nó khang trang rồi đàng hoàng chứ. Thích không? Lâm. Dạ. Con Út nó lớn rồi, lần nào về con cũng mua bánh kẹo chi cho tốn tiền. Con nhiều đồ má, mấy Út nó thích mà. Má, con đi công tác đột xuất, ghé qua thăm má luôn, không kịp mua gì cho má hết. Thôi thôi, con đừng có mua cho má nữa. Má với con Út có thiếu gì đâu. Con đừng có lo cho má hoài. Mai mốt có con nhỏ là tốn kém lắm á nghe. À, Mỹ Anh nó khỏe không con? Nó có bị ngán gì không? Dạ, sức khỏe cổ cũng tốt lắm má, má đừng có lo. Để ít bữa nữa má khỏe, má lên Sài Gòn má thăm nó. Thôi, má công lắm má, má đừng có lên. Thằng này, sao mà không cần con? Dù chưa cưới hỏi, nhưng nó đang mang trong bụng là cháu nội của má, thì cũng là dâu của má rồi. Má, con muốn làm đám cưới với Mỹ Anh trước khi cô sanh em bé, được không má? Con tính vậy cũng đúng đó. Vậy khi nào má khỏe thật khỏe, con sẽ đưa má lên gặp gia đình của cổ để bàn chuyện đám cưới nha. Vậy tuần sau đi con. Mình không tính cưới thì thôi, mà hễ tính cưới là phải tranh thủ. Để vài hôm cái bụng nó bự, mặc áo cô dâu xấu, tội nghiệp nó. Anh hai, má sắp lấy vợ vui. Má và Út là phải ngoan, phải không được lấy đồ chị mấy anh, phải nghe lời chị mấy anh. Út giỏi, Út của anh hai giỏi nhất đó. Ngon quá. Má, cô cảm ơn má nha. Mi Anh mà biết má quan tâm cổ vậy chắc cổ vui lắm á. Lâm à. Dạ. Bên nhà gái họ có nói xin lễ như sao không con? Đừng có lo má, chuyện xin lễ với lại chuyện thủ tục cưới sinh á, cứ để cho con lo. Bây giờ má phải ráng giữ sức khỏe của má cho thật tốt, nghe má nha. Má xin lỗi con, trước giờ má không có lo được gì cho con hết. Giờ tới chuyện cưới hỏi của con, má cũng không có lo được. Má, từ trước tới nay á, cái gì cũng một mình con lo không à. Con muốn má nói vậy nữa đâu, con thích nghe mấy câu đó, đừng nói vậy nữa nha. Nha. Mỹ Anh, sao con không về chung với Minh Anh? Minh Anh nó có rủ con mà con không chịu về. Thì ban đầu con tính không về, xong sau đó nổi hứng về Bắc Tử nên bắt xe về luôn. Chị Minh Anh chỉ về chứ Út? Nó về từ sáng mà nó cũng mới đi tức thời đó. Ủa, con không thấy nó sao? Không, con có thấy chị đâu. Nó vừa mới chạy ra chiếc xe hơi đẹp mà bóng láng hả? Ông nói cái gì? Chị đi về đây bằng xe hơi hả? Phải rồi, nó đưa bạn trai về ra mắt. Trời ơi, bạn trai của nó đẹp trai nha, mà giỏi giang nè, mà là giám đốc của nó nữa. Nghe nói đâu con nhà đại gia đó con. Má với cô Út của em đúng là dễ gần. Mới gặp lần đầu mà anh có cảm giác như là đã thân quen từ rất lâu rồi. Tiếc là chưa gặp được em gái của em. Em gái em hay chống đối em lắm. Mấy lần nó qua chơi biểu lại gặp anh mà nó không có nghe. Anh thì nghĩ là em gái của em cố tình dành không gian riêng cho hai tụi mình. Chị của con sẽ được làm dâu nhà giàu. Má tùy có lo nhưng mà cũng mừng cho chị con lắm. Má hy vọng con cũng gặp được người tốt, gia thế không khó khăn, để con không phải vất vả. Tại sao vậy hả? Tại sao tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đến với chị Minh Anh? Còn mình có gì thua kém chị chứ?
Mẹ tại sao cuộc đời của mình toàn gặp đen đuổi không vậy? Trời ơi, con gái của má, chuyện gì vậy con? Má, má ơi, tại sao từ nhỏ con với chị Minh Anh lớn lên cùng với nhau mà số phận của hai chị em con lại khác nhau tới như vậy hả má? Tại sao tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho chị, còn tất cả mọi thứ đối với con lại khó khăn đến như vậy hả má? Con muốn làm một diễn viên nổi tiếng thì như vậy có gì là sai? Con đã cố gắng rất nhiều rồi, tại sao tất cả mọi cánh cửa trước mắt con đều khép lại như vậy hả má? Con đã làm gì sai hả má? Con gái của má, con đừng khóc. Nhìn thấy con khóc má đau lòng á. Con cũng đừng bi quan. Trong cuộc sống, mỗi người có một khó khăn riêng. Không phải ai cũng chỉ toàn suôn sẻ không đâu con. Cả chị con cũng vậy, nó cũng đã phải trải qua nhiều nỗi khổ, chỉ là nó không nói ra thôi. Má không ủng hộ con làm diễn viên là vì sợ con khổ, chứ không phải má coi thường con. Con gái của má xinh đẹp như vậy, dù không trở thành một diễn viên nổi tiếng thì chắc chắn tương lai của con cũng tốt đẹp thôi. Mỹ Anh, con đừng buồn, đừng khóc nữa nha con. Má ơi, con khổ quá má. Ở bên nhà đó yêu quý con như vậy thì má cũng mừng lắm. Nè nè, hôm nào á con sắp xếp công việc về nhà chơi nghe không? Rồi ngủ lại với má một đêm. Nè, trước khi con về nhà chồng, má cũng muốn dặn dò con nhiều điều lắm đó. Dạ, con nhất định sẽ về ngủ với má. Má đợi con tí nha. Má ơi, má muốn nói gì với con hả? Hình như là con Mỹ Anh nó có chuyện buồn. Con thử tìm hiểu coi có chuyện gì, rồi động viên an ủi giùm má nha con. Dạ. Từ hồi nào tới giờ má có thấy nó khóc nhiều như vậy đâu? Dạ, hôm bữa nó có khoe với con nhận được vai diễn mới hay lắm, mà lâu rồi không thấy nhắc tới nữa. Con hỏi thì nó cũng lảng sang chuyện khác, chắc là có gì thay đổi rồi. Con sẽ an ủi em, má yên tâm nha. Má không có ở gần tụi con, con làm chị có gì á lo lắng giúp đỡ em nói giùm má nha con. Dạ.
Chắc mẹ anh tới rồi đó má. Để con ra mở cửa. Ủa vậy hả? Nè con. Con nhớ nghe. Tìm hiểu rồi khuyên nhủ em nói giùm má nghe con. Dạ con chào má. Trời ơi, chị làm gì mà lâu dữ vậy? Đừng nói muốn chết à. Có cá với gà má gửi lên cho chị nè. Em ngồi chơi đi, để chị vô lấy nước cho em nha. Em uống nước đi. Sao em không đi chung với chị mà đi xe đò chi cho cực vậy? Có gì đâu, tại vì tôi nổi hứng bất tử tôi đi đó mà. Ê, mà nghe nói người ta xuống hỏi cưới chị luôn rồi hả? Ừ. Cưới chị bầu hay gì gấp vậy? Bậy nè, chị với ảnh chưa có đi quá giới hạn đâu. Thiệt tình luôn á. Người yêu của chị chắc cũng thuộc dạng cù lần giống như chị vậy á. Chứ nghĩ sao yêu nhau từng đó năm mà chưa đi quá giới hạn. Không có nha. Tại vì nhà ảnh muốn có dâu sớm. Với lại chị với anh cũng quen biết nhau 6-7 năm gì rồi. Wow. Ê, bộ người yêu của chị là đại gia thiệt á hả? Mà cái công ty gì của chị á, cái công ty mà chị đi làm á, cũng là công ty nhỏ mà đúng không? Thì giám đốc công ty đó á, em nghĩ cũng bình thường thôi, chứ cũng đâu đến mức gọi là đại gia hả? CNC là của gia đình ảnh mua lại từ một người bạn. Ba ảnh là chủ tịch tập đoàn K&D đó. Em có biết tập đoàn đó không? Chị nói cái gì? Tập đoàn K&D là của nhà chồng chị á hả? Nè, đã cưới sinh gì đâu mà nhà chồng. Alo, em nghe nè anh. Anh gọi cho em có tin gì vui hả? Tụi anh sắp làm cái MV. Em có hứng thú thì ra cà phê với tụi anh, sẵn bàn công chuyện. Dạ có. Anh cho em địa chỉ em tới liền. Ừ, để nhắn địa chỉ cho. Dạ. My Anh, hôm nay nhìn em khá hơn rồi. Em đi đâu vậy? Tôi đi đâu tôi có nhiệm vụ phải báo cho anh biết hả? Anh đưa em đi nha. Cảm ơn, không cần. My Anh, anh xin lỗi mà. Em giận anh cũng lâu rồi. Em tha lỗi cho anh đi. Mình làm quà nha. Làm quà? Anh nói sao nghe đơn giản quá vậy? Chén nước đã đổ đi rồi, có hút lại được không? Mình cưới nhau đi. Em làm vợ anh nha My Anh. Anh sẽ chăm sóc cho em. Anh sẽ dành cả cuộc đời này đi bù đắp cho em và con nha. Làm vợ, đám cưới, bù đắp cho tôi hả? Anh có cái gì để bù đắp cho tôi? Những kim cương, xe hơi đời mới, một cuộc sống giàu sang, một đám cưới linh đình. Anh lo được cho tôi những thứ đó không? Anh thôi mấy cái trò con nít này của anh đi. Anh. Ừ? Gần tới công ty anh cho em xuống nha. Sao vậy? Em sợ người ta nhìn thấy bàn tán lung tung. Em sao vậy? Tụi mình có phải quen nhau lén lút đâu mà em sợ. Rồi tất cả mọi người sẽ biết thôi. Ê, anh định là cuộc họp tháng này á, anh thông báo cho tất cả mọi người biết luôn. Hả?
Anh còn muốn thông báo cho cả thế giới biết em là vợ của anh nữa kìa. Ai là vợ anh? Sắp rồi. Vợ ơi. Anh này là... Mắc cỡ nữa. Sau cái MV này thì chúng tôi sẽ tập trung vào web drama. Mong rằng sự hợp tác của chúng ta sẽ được lâu dài. Cảm ơn tất cả mọi người. Hy vọng là chúng ta hợp tác vui vẻ và thành công. Dạ, rất là cảm ơn mọi người đã cho Mỹ Anh cơ hội. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt. Hy vọng là ở những web drama sau của công ty, tất cả mọi người cũng nhớ tới tôi nha. Nhất định rồi. Dạ. Hợp tác vui vẻ. Vô, vô cái đi. Vô. Mọi người ơi, mọi người biết tin gì chưa? Dì háo hức vậy em? Háo hức chứ sao không chị? Minh Anh phòng mình cặp kè với giám đốc đẹp trai đó. Ghê chưa? Thiệt hả? Thiệt chứ sao không? Chính mắt tôi nhìn thấy nha. Giám đốc mở cửa cho Minh Anh bước xuống xe. Mà thái độ của hai người á, tình cảm lắm đó nha. Sao mà nhanh vậy được? Giám đốc mới về công ty mà. Trời, không ngờ Minh Anh thần tốc dữ. Tẩm ngẫm tầm ngầm vậy mà cũng cao tay ghê. Nè, mấy đứa đừng có hiểu lầm Minh Anh. Thật ra là giám đốc với lại Minh Anh á, đã quen nhau từ trước rồi. Làm gì có chuyện đó. Giám đốc đi du học chứ có ở Việt Nam đâu. Minh Anh với giám đốc á, quen nhau từ thời đại học. Đúng rồi. 2 năm giám đốc đi du học nên họ tạm thời xa nhau thôi. Bây giờ giám đốc trở về chuẩn bị làm đám cưới là chuyện bình thường. Thì ra là như vậy. Vậy mà Minh Anh giấu kỹ ghê ha. Không nói cho mình gì hết trơn. Thông tin bậy nè. Minh Anh kìa. Dạ em chào mọi người. Minh Anh, chúc mừng em nha. Có chuyện tốt mà im re à. Rồi khi nào làm đám cưới á, nhớ nói trước một tiếng, để tôi còn giảm cân rồi mặc đồ cho đẹp nữa chứ. Cuối cùng cũng xong. Dạ con nghe nè má. À, con ở lại con làm gì cho xong. Mà cũng xong rồi, con về liền nè. Dạ. Nè, con thấy đẹp không? Bình bông này là chính tay của Út cắm đó nha. Út lựa từng bông đẹp một để cắm vô đó. Con thấy Út có khéo tay không? Có đẹp không? Trời ơi, cực cho Út quá. Mà đâu phải đám cưới đâu, chân dọn chi cho cực dữ vậy? Ý đâu có được đâu con. Mình á là phải trang hoàng nhà cửa sạch sẽ cho nó gọn gàng vậy nè, để mình thể hiện cái lòng của chủ nhà, trân trọng đối với khách tới. Con hiểu không? Nhà mình nghèo, không có đàn ông, nhưng mà cô Út và má con nhất quyết không để cho người ta cười chê con đâu. Phải giữ thể diện cho con chứ. Con cảm ơn cô Út nhiều nha. Mai mốt mà cô Út đi lấy chồng á. Không, Út già rồi, Út không có lấy chồng đâu. Ai dám nói cô Út của con già. Cô Út của con á vừa xinh đẹp, vừa giỏi kiếm tiền, lại đảm đang việc nhà nữa. Không phải ai cũng được vậy đâu nha. Con còn phải nhắc nhở chú Phúc. Chú mà lơ đễnh không khéo là dục mất như chơi á. Thôi đi, con đừng có nhắc tới cha đó nữa. Nhắc tới ổng Út chán quá à. Giờ này hai cô cháu còn chưa chịu ngủ nữa hả? Dạ còn sớm mà chị. Sáng mai nhà có khách, phải dậy sớm để chuẩn bị đó cô. Thì ra là chị muốn tâm sự với con gái cưng chứ gì, phải không? Thôi được rồi, để em ra đằng trước á, em đi vòng vòng cho giãn gân giãn cốt. Em đi dạo đây. Trời, cô thiệt tình. Má, cả ngày nay má luôn tay luôn chân rồi. Thôi bây giờ mới vô giường nghỉ, coi xoa bóp cho má nha. Thì má dọn dẹp nhà cửa chứ có nặng nhọc gì đâu nè. Ngồi xuống đây, má con mình nói chuyện. Dạ. Dân. Em hẹn anh ra có chuyện gì không? Em tính hỏi anh tình hình coi có ổn chưa. Nhưng mà nhìn bộ dạng này của anh chắc là
chưa có gì ổn đâu đúng không? Người yêu anh đây hả? Ừ. Hình như em gặp cổ một lần rồi đúng không? Thì ra là cô gái này. Em nói vậy là sao? À, em không có gì. Em chỉ không ngờ cô này lại là người yêu của anh. Hình như cổ tên là Mỹ Anh và đã từng tham gia vào sự kiện của công ty mình rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Cổ là diễn viên, người mẫu. Tuy là chưa được nhiều người biết tới nhưng mà cũng có tiềm năng. Ồ.